Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi đồng hành cùng các con môn toán lớp 1 bộ sách chân trời sáng tạo. Tiết học này, cô hướng dẫn các con học bài Em làm được những gì? Tiết 2 Cô và các con cùng khám phá bài học này nhé. 3. Tính Cô có phép tính 24 cộng 65 Phép tính này mình tính hàng ngang, khi thực hiện phép tính theo hàng ngang thì chúng ta cũng thực hiện hàng chục cộng theo hàng chục, hàng đơn vị cộng theo hàng đơn vị. Hàng đơn vị 4 cộng 5 bằng 9. 24 hàng chục là 2. 65 hàng chục là 6. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. Như vậy 24 cộng 65 bằng 89. Tiếp theo, cô có phép tính 89 trừ 65. Chúng ta cũng thực hiện tương tự như phép cộng. Lấy hàng chục trừ cho hàng chục, hàng đơn vị trừ cho hàng đơn vị. 89, hàng đơn vị là 9. 65, hàng đơn vị là 5. 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. 89, hàng chục là 8. 65 hàng chục là 6 8 trừ 6 bằng 2 viết 2 Vậy là 89 trừ 65 bằng 24 Tiếp theo cô có phép tính 78 trừ 7 Chúng ta cũng thực hiện tương tự Hàng chục trừ cho hàng chục, hàng đơn vị trừ cho hàng đơn vị. 78 hàng đơn vị là 8. 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 7 không có trừ cho số nào nên chúng ta viết lại 7. 78 trừ 7 bằng 71. 5 cộng 22. Các con thấy 5, 5 là 5 đơn vị cộng 22, chúng ta sẽ cộng hai đơn vị. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 20 không cộng với số nào, chúng ta viết lại. Số 2, vậy là 5 cộng 22 bằng 27. Chúng ta vừa thực hiện xong bài tập 3 tính. Cô mời các con sang bài tập 4. Làm theo mẫu. Bài toán có 7 bạn cá ngựa đang chơi, thêm hai bạn cá ngựa tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn cá ngựa? Cô mời các con đọc lại đề bài. Có 7 bạn cá ngựa đang chơi, thêm hai bạn cá ngựa tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn cá ngựa? Các con cho cô biết có bao nhiêu bạn cá ngựa đang chơi? À, có 7 bạn. Thêm bao nhiêu bạn cá ngựa tới cùng chơi? À, thêm hai bạn nữa. Bài toán hỏi gì? Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn cá ngựa? Từ bài toán cô có sơ đồ gọp. 7 gộp 2 được 9, viết 9. Từ sơ đồ gộp, cô có phép tính 7 cộng 2 bằng 9. Bài toán hỏi hỏi có tất cả bao nhiêu bạn cá ngựa thì mình sẽ trả lời là có tất cả 9 bạn cá ngựa. Cô mời các con sang bài toán tiếp theo. mai có mười bốn con sao biển mai cho bạn bốn con hỏi mai còn lại bao nhiêu con sao biển cô mời các con đọc lại bài toán có mười bốn con sao biển mai cho bạn bốn con hỏi mai còn lại bao nhiêu con sao biển các con cho cô biết Mai có bao nhiêu con sao biển? À, 14 con. Mai đã cho bạn bao nhiêu con? Mai cho bạn 4 con. Bài toán hỏi gì? Hỏi Mai còn lại bao nhiêu con sao biển? Từ bài toán, cô có sơ đồ tách 14 gồm 4 và mấy các con? 14 gồm 4 và 10. Từ sơ đồ cô có phép tính 14 trừ 4 bằng 10. Mình sẽ trả lời câu hỏi như thế nào? Mai còn lại bao nhiêu con sao biển thì mình sẽ trả lời. Mai còn lại 10 con sao biển cô mời các con cùng cô chơi trò chơi tìm nhà cho thỏ các con thấy các chú thỏ có mang bảng tên 30 cộng 40 50 cộng 10 trừ 60 80 trừ 20 cộng 30 56 trừ 6 Nhiệm vụ của các con là giúp các chú thỏ thực hiện các phép tính để các chú thỏ tìm được ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của các chú thỏ là những ngôi nhà nắm có mang bảng số 0, 70, 50, 90. Bây giờ cô và các con cùng thực hiện các phép tính để giúp các chú thỏ tìm được ngôi nhà nhé. Chú thỏ đầu tiên mang phép tính 30 cộng 40. 30 cộng 40 bằng bao nhiêu các con? À, 30 cộng 40 bằng 70. Vậy chú thỏ đầu tiên sẽ đi vào ngôi nhà có số 70. Chú thỏ thứ hai mang phép tính 50 cộng 10 trừ 60. Chúng ta sẽ thực hiện 50 cộng 10 bằng 60. 60 trừ 60 bằng 0. Vậy chú thỏ thứ hai sẽ đi vào ngôi nhà có số 0. Tiếp theo, chú thỏ thứ ba 80 trừ 20 cộng 30. 80 trừ 20 bằng 60. 60 cộng 30 bằng 90. Vậy chú thỏ thứ ba sẽ đi vào ngôi nhà mang bảng số 90. Tiếp theo chú thỏ cuối cùng là mang phép tính 56 trừ 6. 56 trừ 6 bằng 50. Vậy chú thỏ này sẽ đi vào ngôi nhà số 5, 10. Các con giỏi lắm, các con đã giúp. Các chú thỏ tìm được ngôi nhà của mình hết rồi. Cô vừa hướng dẫn các con thực hiện xong các bài tập trong sách giáo khoa. Ở nhà các con thực hiện bài trong vở bài tập trang 73, 74, 75. Chuẩn bị bài em làm được những gì? Tiết 3. Tiết học đến đây kết thúc. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt các con.